Ghê gớm lắm á anh bà. Đào kiếm chém tới á hả, là tụi nó văng cùng mèo hết trơn luôn á. Phải chi mà anh ba có ở đó ha. Thiệt không? Thiệt thiệt á. Nói như vậy ra là tài tướng cướp đã trúng mánh hả? Ngọc vô giá như vậy mà hiền đệ cũng đem cho ổng nữa. Không ai mà dễ dễ như hiền đệ hết. Thầy ổng nói ổng mượn đỡ thôi à. Mà anh ba, để công nhận á, ổng giỏi thiệt. Mà giờ muốn gặp lại ổng không biết làm sao gặp được nữa. Tháng 10 sấm rạp, tháng chạp sấm động. Muốn gặp thì kiếm thì gặp thôi chứ có gì đâu khó. Ủa mà gặp chi? Gặp chơi thôi. Mà ông nói với tôi, tôi với ổng là bạn giang hồ á. Tôi muốn hỏi ổng coi làm sao để tôi giỏi giống như ổng vậy. Trời đất ơi, cái thằng này. Ngon nghe, mà lấy cáo của tao mà dêm vô đây. Vậy mà tưởng đâu là nó. Đi về, cái thằng quỷ này. Phải cá hôm nay mày câu về nhà là câu trộm ở lìa phú ông không? Hả? Mày hả? Mày quá lắm rồi hen. Hen, hít nhổ khoai rồi khóa môn. Bây giờ á, mày lưới cá trong đìa tao nữa. Cái đìa tao để á là cấm câu hen, mà mày vẫn câu hen, mày ngoan cố lắm. Mày dạy con sao? Hả? Bây giờ bắt đền kìa. Nói hoài à. Làm cái gì thì làm, đừng có ăn cắp ăn trộm. Con cắp ăn trộm. Con làm như vậy là để con đền ơn đáp nghĩa anh ba. Đúng rồi. Là ba Hảo hả? Đúng rồi. Là ba Hảo suối nó đi ăn trộm cá anh ta hả? Nữa xúc phạm hoài. Không có đâu, con nói rồi. Con không trời có ăn cắp ơi. Ăn trộm. Cái đó là anh ba cứu con á. Con thấy Yến bị Chu Huynh hành hung. Cái gì? Con Yến nó bị Chu Huynh đè vô cái bụ lùm á. Chu Huynh định im mày. Nè, ông bình tĩnh đi. Ông làm gì mà rộn dữ vậy? Bây giờ ý ông là muốn bắt đền thằng Hớn cái số cá đó đúng không? Chứ gì nữa. Tôi hỏi ông nè, cái đìa cá nhà ông để cái bảng là cấm câu đúng không? Đúng. Thì tụi tôi đâu có câu, tụi tôi lưới mà. Hả? Làm vậy có gì sai không? Không. Nhưng mà câu hay lưới gì cũng cá trong đìa của tao. Đìa cá nhà ông hằng hà sa số, tôi lưới có vài con có gì đâu à. Trời. Nè, nói ông nghe, mai mốt ba Hảo này làm quan ha, thì ông có dịp ông kể lại cho dân làng nghe là cá đìa ông được quan trên chiếu cố, có phải hay hơn không? À, mặt này là không chịu. À vậy là chịu cái chuyện là bây giờ tôi đi tùm lum tôi kể cho mọi người nghe cái chuyện con gái ông chui vô bộ với trai. Không, mày Yến bị hành hung, chú Huynh mới là người xấu á, chú Huynh là người không có tốt á. Được rồi, mày ngon lắm hen. Mày cũng ngon lắm hen. Bà cũng ngon lắm hen. Để tôi lo cái đám mai táng xong. À không, lo cái đám cầu an xong. Mấy người biết tôi, mày biết tao, mày cũng biết tao, bà cũng biết tôi. Mày cũng biết tay tao. Thấy chưa? Nói hoài hà. Ở nhà học hành thì không lo. Bữa nay đó, bữa nay mày đặt nhậu nhẹt nữa nè hả? Cứ đu theo cái thằng ba Hảo cà chớn này hoài hà. Đi về. Cấm nha. Từ nay không có qua đây nữa nghe chưa? Để về nha. Đi về. Để về nha. Về. Về nha đợi. Để về nha. Đó, ông thấy chưa? Cả cái làng này á, có mình thằng Hớn là nói chuyện với ông à. Vậy mà cũng đi dụ nó làm bậy nữa. Má nó cấm luôn rồi đó. Tôi nói cho bà biết, mai mốt tôi làm quan, tôi lấy hết cái làng này tôi làm thái ấp ha. Cái dân ngu xung quanh đây còn phía tôi mới chơi. Hết nói à.